Thưa quý vị, Công đoàn ngành xây dựng vừa tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2023-2024 cho con cán bộ, công nhân viên, người lao động thuộc ngành xây dựng tỉnh. Những học sinh nhận học bổng có hoàn cảnh khó khăn nhưng phải có thành tích học giỏi và đạo đức tốt. Tại buổi lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2023-2024, hơn 60 con cán bộ, công nhân viên, người lao động đang làm việc tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp thuộc Công đoàn ngành xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hoàn cảnh khó khăn và học tập tốt đã được nhận học bổng trị giá 1 triệu đồng. Học bổng trích từ nguồn quỹ Công đoàn ngành xây dựng.